Chào anh em nhé. Mấy bữa nay không đi săn được, ở nhà quay chó cho anh em xem. Đây anh em. Đây. Con này rất đẹp anh em nhé. Mấy nữa mình định phối con của mình với con này nhá anh em nhé. Con này tín rùa rất tốt anh em nhá. Chó không bán anh em nhá. Con này mới bị đau cái tay xong là tay này xong là một chiếc khỏi, bây giờ nó bị cụt tay rồi nha. Còn trước là tay dựng anh em nhé. Con chó này chắc là vẫn quen lắm với mọi người. Con này của mình hồi rồi mới cho đi săn lợn về anh em nhá, nhưng mà cũng đuổi nhưng mà lợn nó không trống. Hôm đấy là săn được con lửng anh em nhá, con lửng 7 cân anh em nhá. Lại lại. Này này này. Con kia có ngoan mình nha anh em nhá. Nó hay đi săn của mình nên cũng hay ở nhà mình nha anh em. Kéo lên hơi mờ. Mình thật ra là mình cũng đang dịch cho nên mình cũng không có thời gian đi săn mấy rồi anh em ạ. Năm nay, năm ngoái đi nhiều, năm nay đi ít rồi anh em ạ. Mình công việc cũng nhiều này, không hay đi săn. Năm nay là lâu lâu đi săn một lần thôi. Anh em nào thấy đẹp thì đăng ký kênh của mình và theo dõi kênh của mình hộ nhé. Lâu lâu mình vẫn ra chó mới anh em nhé. Nếu có anh em nào nhờ đăng bán thì mình vẫn đăng nhé anh em nhé. Chó mà mình đăng thì không săn thì mình không đăng lên đâu anh em ạ. Cũng phải săn săn một tí mình mới đăng lên nhá. Còn chó bảo là chó thịt, chó lung tung thì anh em nhờ đăng thì mình cũng không đăng đâu anh em nhé. Chó trong video của mình là ít nhất là cũng săn, cũng săn gọi là khá giỏi nhá. Còn gọi là tốt tốt rồi nha anh em nhé. Thì mình mới đăng lên nha. Con nào bình thường thì mình cũng không đăng đâu anh em nhá. Kênh mình không phải là bán chó đâu nhỉ. Kênh mình làm để chơi, sau này mình còn có cái để mà xem anh em. Nhưng mà nếu anh em nào mà nhờ mình đăng hộ bán thì mình vẫn đăng nha anh em nhá. Còn mình là mình không bán đâu nhá. Với mình không gọi là mình không qua, mình không phải, mình không làm trung gian đâu anh em. Mình chỉ giới thiệu cho anh em khác đi làm giá, anh em khác bắt hợp lý anh em bắt, còn mình là mình không làm giá hộ, không bắt hộ anh em nhé. Nếu con nào mà anh em mà gọi là xem trong video mà anh em thích rồi thì mình vẫn gọi là mình làm, mình cho số điện thoại cho anh em khác làm giá, xong là mình bắt hộ thì mình bắt bắt nha anh em nhé. Còn anh em khác làm giá anh em nhé. Rồi chào tất cả anh em đam mê nhé.